Mỹ tình cờ bắt giữ hai lãnh đạo băng đảng ma túy tên từ Mexico City. Chính quyền Mỹ tình cờ cho biết đã bắt giữ được hai thủ lãnh vùng của tổ chức ma túy Juárez và Knights Templar. Người thứ nhất là Valentin Nuno Lugo, có bí danh là Chester, là thủ lãnh tổ chức Juárez ở thành phố Chihuahua. Ông Nuno Lugo là một cựu cảnh sát, làm người liên lạc giữa chính quyền địa phương của tiểu bang Chihuahua và tổ chức Juárez để bảo vệ cho những nhân vật cao cấp của băng đảng. Chỉ huy trưởng bộ phận chống ma túy của cảnh sát liên bang là ông Harmon Pecone cho biết Chester làm việc theo lệnh của Jose Luis Ledesma đã bị tiêu diệt tại tiểu bang Sinaloa. Người thứ nhì là Christian Enrique Lara Hernandez, bí danh là L18, là người chỉ huy tổ chức Knights Templar ở thành phố Uruapan của tiểu bang Michoacán. Hai nhân vật băng đảng ma túy quan trọng bị bắt tạo thêm khích lệ trong nỗ lực chống băng đảng ma túy của chính phủ Mỹ tây cơ. Kể từ khi Tổng thống Felipe Calderón phát động chiến dịch tiêu diệt các băng đảng ma túy trong năm 2006 đến nay, bạo động ma túy tại Mỹ tây cơ đã làm khoảng 60.000 người thiệt mạng.